Sự ra đời của phẫu thuật nội soi chức năng xoang có thể coi là một cuộc cách mạng trong điều trị bệnh lý mũi xoang. Kết quả của việc điều trị các bệnh lý mũi xoang này có một vai trò không nhỏ của phim chụp cắt lớp vi tính. Phim chụp cắt lớp vi tính hơn hẳn các phim điện quang thường ở chỗ nó không những giúp chúng ta chẩn đoán các bệnh lý mũi xoang một cách chính xác, nó còn chỉ ra những cái tổn thương làm cơ chế gây nên các cái bệnh lý viêm xoang. Thứ ba, nó còn có một vai trò rất quan trọng nữa là nó hỗ trợ rất lớn cho phẫu thuật viên ngay trong lúc phẫu thuật và tránh được nguy cơ những tai biến có thể xảy ra khi ta gặp phải những cái dị hình trong bệnh lý mũi xoang. Vì vậy, việc nắm vững cách đọc phim chụp cắt lớp vi tính là một điều rất cần thiết đối với những anh chị em công tác trong chuyên ngành tai mũi họng, đặc biệt là những người đi sâu vào nghiên cứu điều trị bệnh lý mũi xoang bằng phẫu thuật nội soi. Đây là hình ảnh chụp cắt lớp vi tính với cúp coronan mà chúng ta thấy trên phim. Có rất nhiều hình ảnh với các lát cắt là 4 mm, thì thông thường chúng ta có khoảng trên 20 cái lát cắt, và hình ảnh này chúng ta thấy nó tương ứng với cúp, với phim bông đô. Và ta thấy rằng với một phim bông đô thì cũng có khoảng 20-30 chi tiết chúng ta phải đọc. Vậy khi chúng ta có một hình ảnh phim chụp cắt lớp với cúp coronan như vậy, chúng ta có thể có khoảng từ 25 cho đến 28 các hình ảnh bông đô, và mỗi một hình ảnh thì lại có rất nhiều chi tiết khác nhau. Và nếu chúng ta không biết cách đọc thì giống như chúng ta rơi vào một cái mê cung mà rất khó xác định cái vị trí của lát cắt đi qua vùng nào, những tổn thương của phim. Để giúp cho các bạn mới bước vào chuyên ngành tai mũi họng có thể đọc tốt các phim này, chúng ta nên nắm những nguyên lý và có 4 nguyên lý như sau. Bốn nguyên lý đọc phim đó là 4 cái bước mà chúng ta phải qua theo một trình tự nhất định. Thứ nhất là chúng ta phải nhận ra được cái tư thế chụp phim là gì. Thứ hai là những tiêu chuẩn chụp phim đúng. Và thứ ba là những hình ảnh bình thường. Và cuối cùng là hình ảnh bệnh lý. Và bắt buộc chúng ta phải qua trình tự 4 bước như này thì cái việc đọc phim nó mới chuẩn xác. Trong đó, để nhận ra những hình ảnh bình thường của phim là điều rất quan trọng. Và để giúp các bạn có thể mở được các phim này thì cần phải nắm được cái chìa khóa để chụp phim, mà chúng tôi gọi là chìa khóa mở cúp coronan. Chìa khóa để mở cúp coronan đó chính là cái chân bám của cuốn giữa. Đấy. Nhờ có xác định cái vị trí chân bám cuốn giữa trên phim chụp coronan, chúng ta có thể chia toàn bộ hệ thống xoang từ trước ra sau thành hai nhóm, sàng trước và sàng sau. Đây hình ảnh chúng ta nhìn thấy trên 20 lát cắt thì chúng ta nhìn thấy ở bất cứ một hình ảnh nào chúng ta có thể định vị được cái vị trí của hệ thống xoang trước hay là xoang sau nhờ vào chân bám cuốn giữa. Ví dụ đây là cái hình ảnh mà chúng ta đang vào là thứ hai từ trên xuống và thứ cũng là thứ hai từ bên phải sang, thì ta thấy cái chân bám của cuốn nó chạy thẳng lên trên và nó bám vào trần sàn. Như vậy cái vị trí các xoang nằm bên ngoài của cuốn giữa này là thuộc hệ thống sàng trước. Ta lại lấy một cái phim khác, hàng thứ ba từ trên xuống và từ bên trái sang số 2, thì ta thấy cuốn giữa có chân bám chạy thẳng ra bên ngoài, chân bám cuốn và cuốn tạo thành hình thước thợ. Thì đây là cái vị trí cắt qua hệ thống xoang sàng sau, và các xoang nằm phía trên chân bám cuốn giữa là xoang sàng sau. Và đây là cái chìa khóa để chúng ta mở vào cúp coronan. Vậy chúng ta sẽ lần lượt đi qua từng phim một theo bình diện cắt từ trước ra sau. Bình diện thứ nhất chúng ta thấy là nó cắt qua phần trước của xoang trán. Ở bên dưới thì ta thấy hốc mũi có hình tam giác. Và trong cái hình tam giác này chúng ta có thể phân biệt được hai phần riêng biệt của tháp mũi. Phần trên nó có màu trắng giống như là cái nón. Thì đấy là phần mũi cứng hay là phần mũi cố định. Ở phần dưới
thì gọi là phần mũi mềm hay là phần mũi di động. Lát cắt thứ hai tiếp theo, ta thấy toàn bộ cái xoang trán một bên rộng một bên hẹp, thường là như vậy, và vách ngăn thường lệch một bên. Hốc mũi chúng ta nhìn cũng có hình tam giác và ở giữa là vách ngăn. Trong vách ngăn này ta thấy có một phần màu trắng hơn nằm ở chính giữa, đó là mảnh đứng xương sàng. Phần dưới thì trông mềm mại hơn và nó không trắng đục như ở trên, nó thuộc cái phần sụn tứ giác. Lát cắt thứ ba thì ta vẫn nhìn thấy xoang trán. Ở bên dưới xoang trán một tí thì có một cái xoang hơi ở phía bên trái, thì đấy là cái tế bào sàng đầu tiên, ta gọi là tế bào đế mũi. Ở chính giữa ta thấy có mảnh đứng xương sàng và kéo dài xuống dưới là toàn bộ cái vách ngăn. Hai bên chúng ta thấy cái đầu xương cuốn dưới. Cúc cắt tiếp theo, cái xoang trán chúng ta thấy thu nhỏ lại và bắt đầu xuất hiện cái hệ thống các tế bào sàng. Và hai bên của cái hốc mũi thì ta thấy xuất hiện phần trước của hai xoang hàm. Lát cắt tiếp theo nữa thì ta đã thấy toàn bộ cái cuốn giữa với chân bám chạy thẳng lên trên cả hai bên, bám vào trần sàng. Vậy hai nhóm tế bào nằm phía ngoài của xương cuốn giữa này, tức là tế bào sàng trước. Và phía ngoài nữa thì ta thấy là cái thành ngoài của xoang sàng và cũng là thành trong của ổ mắt. Ở vị trí này thì ta thấy nhãn cầu có hình tròn và đạt kích thước lớn nhất. Vậy lát cắt này là vừa ngang tầm xoang sàng trước và vừa ngang tầm với lại nhãn cầu ở cái kích thước lớn nhất. Ở bên dưới chúng ta cũng thấy hình ảnh của xoang hàm và có một phần cái vách ngăn lửng nhô ra trên xoang hàm, trông giống như là có hai xoang. Lát cắt tiếp theo vẫn là vị trí cắt qua sàng trước với cuốn giữa mà chân bám chạy thẳng lên trên, bám vào trần sàng. Và ngay cái vị trí bám của cuốn giữa thì ta thấy đấy là cái hố sàng, nó tụt sấp xuống, và chính giữa là cái màu sàng. Phía ngoài của cuốn giữa ta thấy có một đường chạy từ dưới lên trên và hơi vào trong, nó cài vào bên dưới của cuốn giữa giống như là hình ngói lợp, và đấy chính là mỏm móc. Ở bên phải chúng ta nhìn thấy đây hình ảnh của mỏm móc. Và đương nhiên là cái khoảng sáng nằm phía ngoài thì chúng ta gọi chính là khe bán nguyệt dưới. Lát cắt tiếp theo ta thấy cái cuốn giữa vẫn có chân bám, bám lên trên cao, bám vào trần sàng. Như vậy cái hệ thống tế bào nằm phía ngoài của chân bám cuốn giữa này thì vẫn là tế bào sàng trước. Phía ngoài của cuốn giữa ta vẫn còn thấy một cái mảnh xương chạy thẳng lên trên song song và cài vào với lại cuốn giữa, thì đấy chính là mỏm móc. Phía ngoài mỏm móc thì thấy có một đường sáng màu đen nối thông với xoang hàm, đấy chính là lỗ thông của xoang hàm đổ vào phễu sàng. Và cái khoảng sáng này tương đương giữa bóng sàng và mỏm móc, thì đấy chính là rãnh bán nguyệt dưới. Khoảng sáng nằm giữa cuốn giữa và bóng sàng thì gọi là cuộn bán rãnh bán nguyệt trên, nó nằm đối xứng với lại bán nguyệt dưới. Ở đây ta thấy có một đặc điểm rất là rõ mà chỉ có CT scan cúc coronal ta mới nhìn thấy được, là hố sàng tụt sâu. Và đây nó chỉ ra một nguy cơ khi hiện tượng viêm xoang xảy ra mà chúng ta mổ xoang thì dụng cụ nó rất dễ va chạm vào thành trong của xoang sàng, nơi mà hố sàng tụt thấp, dễ gây nên cái tai biến rò rỉ não tủy. Trái lại trần sàng thì khá dày, vùng này rất ít tổn thương thì nó khá dày, còn thành trong của xoang sàng phần cao tương ứng với thành bên của hố sàng mỏng hơn rất nhiều. Lát cắt tiếp theo thì ta thấy cuốn giữa nó không còn bám vào trần sàng nữa mà nó tạt sang ngang, nó gập thành một hình thức thợ. Và ta thấy một cái cuốn thứ ba xuất hiện nằm phía trên nó. Đây là cuốn trên thì nó bám vào trần sàng, còn cuốn giữa thì chân bám nó quật ra bên ngoài. Vậy đến đây là chúng ta đã vào hệ thống sàng sau, thì các xoang sàng sau nằm ở phía trên của chân bám cuốn giữa, hay người ta còn gọi là mảnh đáy. Ở đây chúng ta cũng cắt qua phần sau của xoang hàm.
và tương ứng với phần ổ mắt thì ta thấy rằng kích thước ổ mắt không còn lớn như phần trước nữa. Ở đây chúng ta đã vào phần sau của ổ mắt, và trong này chúng ta thấy các thành phần nằm phía sau ổ mắt, nằm chính giữa là dây thần kinh thị giác, hai bên là cơ thẳng trong và cơ thẳng ngoài, phía trên là cơ thẳng trên và cơ thẳng dưới. Cú cắt tiếp theo thì ta thấy cũng rất rõ là cái chân bám côn giữa nó quạt hẳn ra phía ngoài cả hai bên, và hệ thống sàng sau sáng. Ở phần dưới thì chúng ta thấy vẫn thấy cái đường thông vào xoang hàm, đây là lỗ thông của xoang hàm phụ. Hai bên ổ mắt thu hẹp dần và bốn cái thành phần chúng ta vẫn thấy là bốn cơ thẳng và dây thị giác vẫn rất là rõ ràng. Cũng lát cắt tiếp theo nữa, cũng ca qua hệ thống sàng sau, ta thấy để ý cái chân bám một cuốn giữa nó ngập thức thở cả hai bên. Xoang hàm thu lại, nó không còn hình tam giác nữa mà nó giống như hình khay quả đậu cả hai bên. Đây là phần sau của xoang hàm. Lát cắt này chúng ta thấy cũng rất rõ là cái chân bám côn giữa nó quật ra bên ngoài, nó bám vào cái thành của xoang hàm. Xoang hàm thu nhỏ lại, ổ mắt cũng thu nhỏ lại, và xoang sàng sau. Lát cắt này cũng vậy, chúng ta thấy xoang hàm vẫn còn, xoang sàng sau rất là rõ, và chân bám cuốn giữa thì hợp với cuốn một hình góc vuông. Đến lát cắt này thì ta thấy vẫn còn thấy cuốn giữa với cái chân bám hợp góc vuông với cuốn, và phía sau là hệ thống sàng sau. Ở điểm này, lát cắt này chúng ta thấy vẫn còn cái chân phần sau của cuốn giữa và phần sau của cuốn dưới, và chúng ta thấy phía trên là hai khoảng sáng tương ứng vị trí của xoang bướm. Và vì sao chúng ta nhận ra đây là xoang bướm? Vì ngay phía trên nó thì ta thấy hai cái mỏm yên trước, và ngay ở chỗ phía trong cái mỏm yên trước thì có cái khoảng khuyết. Khoảng khuyết này chính là nơi cái giao thoa thị giác nó bắt chéo. Vậy chúng ta vào rất là rõ vào cái vị trí của xoang bướm với vách ngăn ngăn cách hai xoang bướm hai bên. Hốc mũi ta thấy không còn cái cuốn giữa, chỉ còn lại phần đuôi của cuốn dưới. Vách ngăn thì thấy một phần. Ở đây chúng ta đã bắt đầu vào cái vùng vòm mũi họng, và hai bên nó là hai cái chân bướm. Và đến đây chúng ta đã vào vị trí của vùng vòm mũi họng và hai xoang bướm hai bên, cái mỏm yên sau và chân bướm, hai chân bướm ngoài và chân bướm trong. Và đây cũng vậy, hình ảnh tương tự như cúp vừa rồi, chúng ta thấy hình ảnh của hai xoang bướm vùng vòm mũi họng. Đặc biệt trong vùng vòm mũi họng này chúng ta thấy có hai cái phần giống như là cái nhũ đá nhủ rủ xuống, đến chính là cái nẹp sau của loa vòi nhĩ. Đây cũng vậy, là thấy cái nẹp sau của loa vòi nhĩ ở vùng vòm mũi họng, ở phía trên là hai xoang bướm, và chúng ta thấy hai cái khoảng sáng nằm phía ngoài của cái nẹp sau loa vòi là cái lỗ vòi nhĩ. Ta ra phần sau nữa, đến gần đến thành sau của vòm mũi họng thì thấy xoang bướm thu nhỏ lại, vùng vòm mũi họng nó thắt eo ở giữa. Và đây chúng ta thấy là có sự thông thương giữa vùng vòm mũi họng với lại họng miệng, và đây là hết cái phần xương khẩu cái, và xoang bướm vẫn còn một phần. Để chúng ta sang cái hình ảnh của cúp axian. Này, cũng như vậy, khi ta vào cúp axian với một cái phim chụp như vậy, chúng ta cũng có 2-3 chục cái lát cắt và chúng ta rất khó đánh giá. Vậy thì cái cách để chúng ta đọc được phim này, tức là chúng ta chuyển 2-3 chục lát cắt này thành 2 hoặc là 3 phim thôi, thì đấy là cái chìa khóa để chúng ta mở, gọi là chìa khóa mở cúp axian. Thì cái chìa khóa này nó căn cứ vào cái gì? Nó căn cứ vào sự phân bố của hệ thống xoang theo tầng từ trên xuống dưới. Thì đây là cái mô hình để chúng thấy cái phân bố của hệ thống xoang
theo trục dọc. Đấy. Nếu cúp coronan ấy, thì chúng ta dựa vào cái sự phân bố của hệ thống xoang theo trục nằm ngang từ trước ra sau, thì cái cúp axial chúng ta lại sử dụng cái chìa khóa là cái trục đứng dọc. Đấy. Nhờ cái sự phân bố của hệ thống xoang từ trên xuống dưới, mà trên cao là xoang trán, ở giữa là xoang sàng và dưới cùng là xoang hàm. Đấy. Vậy chúng ta có thể chia 2-3 trục lát cắt của cúp axial thành ra 3 phim, là phim cắt qua hệ thống xoang trán, phim cắt qua hệ thống xoang sàng và phim cắt qua hệ thống xoang hàm. Giờ ta vào cái tư thế thấp nhất, hay là cái lát cắt thấp, gần như là thấp nhất, để ta quan sát cái phim cúp axial. Nhìn vào đây thì ta thấy là cái xoang rất dễ nhận ra là xoang hàm hai bên, nó có hình tam giác. Vậy thì đây là cái lát cắt này đi qua tầng hàm. Đấy. Và bên trong nó bám ở cái thành trong của xoang hàm, đây là cái cuốn dưới. Và bên trong nữa thì là cái vách ngăn. Đấy. Và cái phần này chúng ta còn có thể định vị được cái vị trí nó nhờ cái chỏm mũi. Và với cái tầng thấp này thì nó đi qua cái phần chỏm mũi, cho nên ở đây mũi nó đạt kích thước là cao nhất, nó nhô ra hẳn so với bình diện mặt. Và ở chính giữa được vách ngăn nó phân chia ra, phần trước của vách ngăn là phần sụn tứ giác, phần sau thì nó có màu trắng sáng, tức là xương lưỡi cầy. Và phần sau cùng nữa thì ta thấy cái vòng vò mũi họng. Lát cắt nâng lên cao nữa thì ta thấy đỉnh mũi nó thu nhỏ lại. Đấy. Mà xoang hàm thì vẫn có hình tam giác. Và vách mũi xoang thì ta thấy rõ ràng cái chân bám và cái cuốn dưới, và đồng thời là cái khe dưới. Ở chính giữa là vách ngăn, ở phía sau là vùng vòm mũi họng. Ở trong này chúng ta thấy rất rõ là có hai cái phần nhô ra làm thắt thắt hẹp lại cái vùng vòm mũi họng, giống như là cái đồng hồ cát. Thì cái phần nhô ra nhất này thì chính là cái nẹp sau của loa vòi, và phía trước của nó là có hai hình chữ V. Thì hai hình chữ V này chính là cái lỗ thông vào cái vòi. Và chúng ta lại gặp một cái cúp cắt khác. Đấy. Đấy. Ta thấy lát cắt này, chúng ta định vị được nó là ở đâu? Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy hai bên có hai xoang hàm, hai bên. Đấy. Đấy, vậy lát cắt này là cắt qua tầng hàm. Đấy. Và thứ hai, ở phần trung tâm, tức là phần nằm giữa hai xoang hàm, thì chúng ta không thấy hốc mũi đâu cả, mà ta thấy một mảnh xương trắng. Đấy. Nằm như vậy. Đấy. Như vậy thì cái này chúng ta phải nghĩ rằng lát cắt này là cắt qua cái sàn của hốc mũi, tức là cắt qua xương khẩu cái. Thì đây mới là lát cắt thấp nhất qua tầng hàm. Ở phía trước nó ta thấy hốc mũi và cái đỉnh của hốc mũi. Lát cắt tiếp theo nó cao hơn, ta thấy hình ảnh của xoang hàm với hình tam giác và cái cuốn dưới hai bên. Đây cũng vậy, lát cắt qua tầng hàm với hai xoang hàm và hai cái cuốn dưới. Lát cắt này nâng lên cao hơn và nó giống cái lát cắt vừa rồi tôi trình bày, hai xoang hàm hình tam giác và cái cuốn giữa, cuốn dưới. Vùng vòng mũi họng chúng ta cũng thấy rất rõ là giống cái hình đồng hồ cát, nó thắt lại với hai phần nhô ra, đó là nẹp sau của loa vòi. Lát cắt nâng lên cao nữa, thấy vẫn thấy xoang hàm có hình tam giác. Ở bên trong ta sẽ vào cái phần bám của cuốn dưới. Ở phía trước ta thấy hốc mũi, cái tháp mũi nó thấp dần lại. Thì phía sau vùng vòm mũi họng ta thấy hai cái nẹp trước và nẹp sau của loa vòi. Nẹp trước nó nhỏ, nẹp sau lớn. Và giữa hai nẹp đó là cái hình chữ khoảng sáng, hình chữ V. Đó chính là cái đường thông vào cái vòi nhĩ. Và phía sau vùng trần vòm có một khuyết lõm, gọi là cái túi tóc toan. Vẫn là tầng hàm. Ta thấy, nhưng đến đây đã ta thấy là xoang hàm
vẫn có hình tam giác, nhưng cái đỉnh của mũi thấp lại, thấp xuống. Và đây ta thấy bắt đầu thấy cái vị trí bám ở cái thành trong của xoang hàm, đó là cái vị trí bám của cuốn giữa. Đấy, lên cao nữa thì thấy xoang hàm nó không còn hình tam giác nữa, nó thu lại, nó tròn trở lại. Bên trong nó là có cái chân bám của cuốn giữa. Và bắt đầu chúng ta bắt đầu thấy cái tế bào sàng nằm giáp ranh giữa xoang sàng và xoang hàm, nằm lát cắt này là gọi là lát cắt chuyển tiếp, thì bắt đầu thấy xuất hiện hệ thống sàng, hệ thống sàng. Và xoang hàm thì còn rất là nhỏ và có hình tròn, và vùng này gọi là vùng giao thoa giữa hệ thống sàng và hệ thống hàm. Vì khi ta thấy xuất hiện các cái tế bào sàng, tức là đã chuyển sang tầng sàng, tức là tầng cao hơn. Bên trong của cái tế bào sàng là cái chân bám của cuốn giữa. Phía trong chân bám cuốn giữa là cái vách ngăn. Và bắt đầu chúng ta thấy ở phía trước của xoang hàm là bắt đầu chúng ta vào phần thấp của ổ mắt. Tầng tiếp theo thì thấy là rõ ràng chúng ta thấy toàn bộ hệ thống sàng và các tế bào sàng xếp dọc theo chiều từ trước ra sau. Và hai bên là phần thấp của ổ mắt, ta thấy phần thấp của nhãn cầu. Và phía sau cùng đó là hai xoang bướm, cũng tầng sàng. Ở đây chúng ta vào cái gần như chính giữa của tầng sàng. Vì sao như vậy? Thì tương ứng với nó với ổ mắt hai bên, ta thấy kích thước nhãn cầu gần như đạt kích thước lớn nhất, có hình cầu. Hệ thống sàng được phân bố làm hai nhóm sàng trước và sàng sau. Nhóm sàng trước vách nằm ngang, sàng sau vách nằm chéo. Bên trong của hai cái hệ thống sàng là hai cái khe sáng, chúng ta gọi là khe khiếu, và ở giữa là vách ngăn. Ở đây chúng ta thấy là phần mũi tháp mũi nó không còn gồ lên nữa, hơi nhô một chút thôi. Ở đây nó vào phần mũi cứng hay là phần mũi cố định. Mà đây cấu trúc được tạo bởi xương chính mũi và hai phần ngành lên của xương hàm trên. Phía sau của hệ thống sàng là hai cái xoang bướm có kích thước rất là lớn, và vách ngăn cũng thường lệch về một bên. Đây cũng vậy, cắt qua tầng sàng với toàn bộ cái tế bào sàng từ trước ra sau được phân bố tương tự như lát cắt vừa rồi. Và ưu thế của cái lát cắt axial này, nó cho phép giải toàn bộ hệ thống xoang từ trước ra sau, hệ thống sàng trước, hệ thống sàng sau và xoang bướm. Thành phần tương tự bên trong, bên ngoài của nó là mối quan hệ với ổ mắt. Và ta thấy nhãn cầu đạt kích thước lớn nhất. Và chúng ta thấy cái cơ thẳng trong và cơ thẳng ngoài, đặc biệt là cơ thẳng trong áp rất sát vào cái thành của ngoài của xoang sàng. Nó chỉ ra cái nguy cơ tai biến khi chúng ta phẫu thuật xoang, rất dễ bị va chạm vào cái cơ này. Cũng vậy, lát cắt cao hơn nữa qua hệ thống sàng, ta thấy giống như là một cái hình chữ nhật được xếp từ trước ra sau, phân bố các sang sàng trước vách nằm ngang, sàng sau vách nằm chéo. Phần tương xứng với nó ở bên ngoài là ổ mắt với nhãn cầu, cơ thẳng trong, cơ thẳng ngoài, và chính giữa là dây thần kinh thị giác ở bên trái. Ở phía sau thì ta thấy hai cái xoang bướm. Đó là sang phần cao của nhóm tế bào sàng. Vì sao vậy? Vì đây thứ nhất là nhãn cầu nó thu nhỏ lại. Nhãn cầu thu nhỏ lại. Ta vẫn thấy cơ thẳng trong, cơ thẳng ngoài và dây thần kinh thị giác. Và cái thể hiện là chúng ta qua phần cao của hệ thống sàng, tức là ở bên trong nó có một khoảng mờ, không có không khí. Thì đây là chúng ta đã chạm đến cái đáy của hố sàng. Các xoang bướm vẫn còn thấy nó. Lát cắt tiếp theo thì chúng ta gần như không thấy các tế bào sàng nữa, mà xuất hiện hai phần thấp của xoang trán. Còn phần này là chúng ta cắt qua cái nền của hố sàng, và chính giữa có một phần xương trắng, đó là cái mào sàng. Và hai bên ổ mắt cũng thu nhỏ lại, và nhãn cầu không còn đạt kích thước lớn như phần cắt qua phần trung tâm của hệ thống sàng nữa, thu nhỏ lại. Cúp tiếp theo thì ta chỉ thấy hiện diện hai xoang trán, và đây ta đi vào cái tầng trán.
Cũng vậy, đây là tầng trán, các tế bào sàn của xoang bướm không còn nữa. Đây cũng vậy, tầng trán với hai xoang bên nhỏ bên lớn. Ưu điểm của cúp axial còn giúp cho ta thấy rất là rõ hai cái thành sau của xoang trán, nó rất cần thiết đối với trường hợp chấn thương hay là các cái khối u mà chúng ta muốn đánh giá cái tổn thương của thành sau xoang. Đây là phần cao nhất của tầng trán và ta thấy còn một bên này, xoang trán còn một bên và thành trước và thành sau. Và đây là phần trên cùng của xoang trán. Đấy, xoang trán đã kết thúc. Giờ ta vào cái phần đọc phim tư thế Shaitan. Thực chất Shaitan thì chúng ta không dựng được ảnh, không tạo được ảnh ngay trong khi chụp, mà người ta chỉ là dựng lại thôi, không dựng lại thôi, cho nên hình ảnh nó thường mờ, nhưng mà nó lại rất cần thiết. Nhưng hình ảnh này lại có thể dựng được ở trên cái CT scan hỗ trợ phẫu thuật, và buộc lòng chúng ta cũng phải nắm, bởi vì nếu chúng ta không nắm cái cách đọc phim Shaitan này thì lúc mà chúng ta phẫu thuật thì chúng ta không thể đọc được các lát cắt của Shaitan trên cái CT scan hỗ trợ phẫu thuật, và khó giúp chúng ta rất khó định vị cái vị trí mà chúng ta đang phẫu thuật một cách chính xác. Để đọc cái cúp Shaitan ấy thì chúng ta cũng phải có một cái chìa khóa để mở, và cái chìa khóa đó thì nó căn cứ vào sự phân chia ba phần của tầng giữa sọ mặt. Chúng ta biết trong cái phần chấn thương xoang, chấn thương ở vùng sọ mặt mà tôi có trình bày đó, thì người ta chia cái vùng mặt làm ba tầng, tầng trên, tầng giữa và tầng dưới. Thì ở đây chúng ta tận dụng sử dụng cái tầng dưới, tầng giữa của sọ mặt. Tầng này được chia làm hai phần. Một, ta thấy với nằm chính giữa, nó bao gồm toàn bộ tháp mũi từ trên xuống dưới, từ chỗ gai mũi xương trán cho đến cái bờ tự do của cung răng hàm trên. Tầng này chúng tôi gọi là tầng mũi sàng, vì phía ngoài nó là tháp mũi, phía trong là hốc mũi, và sâu nữa là toàn bộ hệ thống sàng. Vì thế tầng này chúng tôi gọi là tầng mũi sàng. Tầng thứ hai nằm ở 1/3 ngoài, nó bao gồm toàn bộ ổ mắt ở bên dưới là xoang hàm và một nửa cung răng hàm trên. Vì vậy tầng này tôi gọi là tầng ổ mắt hàm. Người ta nghiên cứu cái tầng ổ mắt hàm trên sọ thì thấy tầng ổ mắt hàm bao gồm toàn bộ ổ mắt, các thành xoang hàm và một nửa cung răng hàm. Tầng này khi chúng ta nhìn theo chiều trước sau thì thấy phía trên là toàn bộ ổ mắt, nhãn cầu, cơ thẳng trên, cơ thẳng dưới, tên kính thị giác, và xoang hàm có hình ảnh giống như là một hình vuông, và ta thấy đầy đủ bốn thành của nó. Và đây là hình ảnh trên phim chụp cắt lớp tương xứng với cái cúp cắt qua tầng ổ mắt hàm. Phía trên là ổ mắt, nhãn cầu, và phía dưới là xoang hàm. Đây là hình ảnh đối chiếu của lát cắt cúp Shaitan cắt qua ổ mắt hàm với lại lát cắt ở trên sọ. Đấy, so sánh sự tương đương. Phía trên là ổ mắt, cơ thẳng trên, dân kinh thị giác, cơ thẳng dưới, bờ trên của xoang hàm, bờ trước xoang hàm, đáy xoang hàm. Đấy. Thì trên này mình thấy đáy xoang hàm thường là nó không nhẵn mà nó lồi lõm, nó tạo nên các cái hố nhỏ mà ta gọi là cái màu huyệt răng, do các cái chân răng hàm nó lấn sâu vào trong đáy của xoang hàm. Phía sau của xoang hàm là có một hố hình chữ V, chúng ta gọi là hố chân bướm hàm. Lát cắt thứ hai là cắt qua phần mũi sàng, ta thấy rất rõ, rất là dễ nhận ra lát cắt này, bởi vì chúng ta thấy với lát cắt này nó thấy rõ cái đầu mũi và cái chỏm mũi khác hẳn cái lát cắt qua ổ mắt hàm, là chúng ta không thấy được cái chỏm mũi này. Kích thước này là chỏm mũi đạt kích thước cao nhất này. Và phía sau nó là toàn bộ hệ thống sàng xếp từ trước ra sau, sàng trước sàng sau, và cuối cùng là xoang bướm là phần trên. Và tầng giữa thì ta nhìn thấy các cuốn dưới và cuốn giữa và các cái khe tương xứng với nó. Xoang bướm ta thấy rất rõ cái hố yên
mỏm yên trước và mỏm yên sau. Hai cắt này cũng qua phần mũi sàn, đã thấy đỉnh hốc mũi, đây hốc mũi và phía trên là hệ thống các tế bào sàn xếp từ trước ra sau, và sau cùng là xoang bướm và hố yên. Hết cái này chúng ta thấy vẫn thấy cái đỉnh mũi mà, nhưng không thấy cái tế bào sàn đâu cả, và ở giữa là một mảng trắng không có khí. Nhưng trên cái mảng trắng này ta thấy nó có sự phân chia rất rõ, có đường phân chia rất là rõ, làm ba phần, phần trước có hình tứ giác. Vậy lát cắt này là cắt qua vách ngăn và phần trước là hình sụn tứ giác, phần sau và trên là mảnh đứng xương sàn, phần dưới là xương lưỡi cày và phía sau là vùng vòm mũi họng. Lát cắt này là cắt qua khối mũi sàng ở bên đối diện, thì ta cũng thấy cái đỉnh mũi, nhóm tế bào sàng từ trước ra sau rất là mờ hết, và hốc mũi thông thường với vùng vòm mũi họng. Cũng vậy, lát cắt qua khối mũi sàng bên đối diện, toàn bộ hệ thống sàng mờ, bệnh nhân này đã mổ rồi nên phần dưới của các song sàng bị lấy đi, ta chỉ thấy các vách ngăn lửng của ống sàng, ở phía trước chúng ta còn thấy phần thấp của song tráng. Lát cắt này là qua ổ mắt hàm bên đối diện, chúng ta không thấy hệ thống sàng nữa, và phía trước thì không thấy cái tháp mũi nữa. Ở bên dưới là xoang hàm, phía trên là ổ mắt. Đây là lát cắt gần như qua chính giữa cái phần ổ mắt hàm với xoang hàm, đạt kích thước lớn nhất, nó có hình vuông. Trong xoang niêm mạc dày, phía sau là hố trên bướm hàm và ổ mắt. Lát cắt qua chính giữa cái phần ổ mắt hàm với nhãn cầu đạt kích thước lớn, nó có hình cầu. Ở bên dưới là xoang hàm có hình vuông rất là rõ. Đấy, bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong ba cái lát cắt coronal, axial và sagittal, và hy vọng rằng những cái phương pháp đọc phim này sẽ giúp các bạn có thể tiếp cận được các cái chẩn đoán về bệnh lý mũi xoang trên phim chụp cắt lớp vi tính, và giúp cho các bạn có thể vững vàng sử dụng các phương tiện nội soi trong phẫu thuật điều trị các bệnh lý của xoang. Xin chân thành cảm ơn.